Rồi chào các bạn nha. Bây giờ mình bắt đầu thăm lưới ban đêm nha các bạn. Đó, ban đêm các bạn thấy cảnh của khu công nghệ cao quận 9 không? Cảnh rất là tuyệt vời nha các bạn. Giờ cũng là 8 giờ rồi nha các bạn. Bây giờ mình bắt đầu thăm lưới, nước đang đang ra. Nhưng mà mình phải rũ lưới, giặt lưới cho sạch. Để khi mà nó cạn rồi đó là cá nó mới dính các bạn. Lưới dơ quá rong đóng cá nó mới dính. Thì giờ bắt đầu mình thăm lưới nha. Khi nào có kết quả mình quay cho mọi người xem nha. Hello, xin chào các bạn nha. Buổi sáng nay xuống thăm lưới thì ngày hôm qua đó là bỏ cái tơ lưới ở đây là các bạn. Thì sáng xuống gỡ được khoảng ký hoài ký cá trê cá rô đồng. Nhân dịp cuối tuần chúc các bạn vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình nha. Hôm nay mình tiếp tục thả lưới các bạn, nông dân là thế, làm mới có ăn các bạn. Rồi, khi nào có kết quả kế tiếp thì mình quay cho các bạn xem nha. Rồi sau một đêm thả lưới là các bạn, bây giờ một số kết quả cá nó sẽ là như vậy nè. Mình làm khô nha, làm khô đưa cho mấy bạn, và mấy bạn dặn mấy ký lận nè các bạn. Đây cá đồng nha, cá trê nè, cá phi nè, lóc nè, coi như là cá đồng rất là ngon các bạn. Đây một đêm thả lưới mấy ký à. Rồi đây là tổng kết cuối ngày hôm nay các bạn, là cái phao khô này là vừa xong, còn cái phần tiếp theo là mình có làm khô tiếp. Rồi tạm biệt các bạn nha. Rồi hello, chào các bạn nha. Chiều nay mình bắt đầu thả lưới tiếp rồi các bạn. Thì nói chung là ở nay tại quận 9 là lúc 2 giờ có một cơn mưa cũng lớn lắm nha các bạn. Nên bây giờ cái suối nước nó chảy mạnh thấy ghê không các bạn. Thì cũng thả lưới thì nói chung ở đây thì đi cặp theo con suối và con sông đó các bạn. Nó chỉ có một chỗ này thả thôi, chứ còn mấy cái chỗ khác đó là cũng như là xây hai cái bờ kè hai bên đó các bạn. Thì có cái chỗ này là nó có một cái cù lao, có một cái cù lao nên cá nó vô cái khu vực cái này nè các bạn. Chứ còn từ đầu cho tới con sông á là nó sẽ xây cái bờ kè như vậy nè, không có chỗ nào để nó ghé đó, chỉ có chỗ này ghé. Bởi nhiều khi thả ngay đây nè các bạn, cá nó nhiều là cái chỗ đó đó. Giờ nước chảy mạnh lắm các bạn, nước bây giờ chảy mạnh lắm nên mình không có thả ở khúc hoài được, chỉ có cái khúc trong này thôi. Nhưng mà mình hy vọng là sau cơn mưa rồi cá nó lên dữ lắm các bạn. Nhưng mà nếu mình thả lưới rồi mà hả mưa xuống đó nha, thì cái lưới mình trôi luôn nha các bạn. Cái cống này nó thoát nước dữ lắm đó. Bây giờ cái đám lục bình ngay đây đã trôi ra ngoài sông hết trơn rồi đó, nước nó mạnh lắm. Thì tạm biệt các bạn ngay đây nha. Thì để sau khi mình thả lưới có thành quả rồi mình quay tiếp cho các bạn xem. Nhân dịp cuối tuần chúc các bạn vui tươi và vui vẻ bên gia đình nha. Đây các bạn, mình mới vừa thả lưới xuống, là sau khi mình vừa thả xuống các bạn là mình quay trở lại là nó dính là cả ký cá rô phi rồi đó các bạn. Mình hy vọng là ngày hôm nay là cá chạy dữ lắm các bạn, tại vì có cái sau cơn mưa đó. Đây chào các bạn nha. Để khi nào có thành quả là mình quay tiếp cho mọi người xem nha. Này mới gỡ lưới thôi đã cả ký trên rồi nha các bạn. Hôm nay có đem theo hai cây câu cắm nè các bạn. Rồi để mình kiếm một cá nhỏ nhỏ mình móc vô mình cắm thử coi con cò nó dính không các bạn. Tại tối mình thấy con cò nó bự lắm, nó đứng ăn cá ngay chỗ cái miệng cống này nè các bạn. Rồi bây giờ mình đi kiếm sình mình đắp, rồi mình thấy con cá nhỏ mình móc vô lưỡi câu mình để đó, hy vọng là tối nay nó ăn là nó sẽ dính nha các bạn. Rồi tạm biệt các bạn ngay đây nha, từng ngày có thành quả mình quay cho các bạn xem tiếp. Rồi bây giờ về các bạn ơi, sau khi mình thả lưới mà mình thăm vừa thả cái đợt đầu đó mà là mình bắt hết trên 1 ký rồi. Rồi nãy mình mới nước bây giờ là nó mới lớn lên rồi các bạn, thì mình mới thêm giác nữa thì giờ cỡ là 2 ký cá nha các bạn. Đây các bạn thấy không, cá phi tươi trong là 2 ký cá nha các bạn. Sau khi buổi chiều nay cuối tuần
thì mình xuống mới thả lưới chừng khoảng, nếu mình đậu khoảng nửa tiếng không, để mình đi vòng vòng mình coi cái địa điểm để coi chỗ nào để mình chuẩn bị xuống bẫy rắn đó các bạn. Mưa tới rồi thì bây giờ mình tạm biệt các bạn nha, rồi để tối xuống mình thăm giác đây là bạn, các bạn đang thả đây nè, nước lớn lên rồi các bạn. Giờ mình có thấy ở đây có cò đứng bắt cá đó các bạn, thì mình có đem theo hai cây cắm đó, thì bây giờ mình móc con cá vô để đây, một cây mấy bên đây và một cây mấy bên đây nè các bạn đó, thì để coi tối nay có dính hay không, nếu mà có dính mình sẽ quay cho các bạn xem. Thôi bây giờ mình đi về các bạn, bây giờ cũng 6 giờ rồi, tạm biệt các bạn nha, có thành quả thì mình tiếp